1, 2, 3. Chào các bạn trở lại với kênh Sang TV nha. Nay ra công viên thấy các anh đang gắp con diều sáu hoa phượng các bạn. Con này là con diều sáu hoa phượng bằng carbon, tổng bộ 6 bao quả bằng nhôm các bạn. Nay gió rất là lớn luôn, các anh đang chuẩn bị thả con diều sáu lớn này đây. Thường thì những con diều sáu lớn thì cần phải gió lớn mới thả lên được các bạn. Hết hồn. Thank you.
nay gió rất là lớn. Chưa thả mà 6 kêu rồi. Thank you.
Đo lại thử xem nào, như chân này ngà 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 thử đấy, chân đấy thì cao, chân dưới. Thì cũng chiều tối rồi các bạn, các anh đang thu diều nè, một con diều sớm màu đen xanh đang được hạ xuống các bạn. Diều cột vào cái cây rồi các bạn, cột vào cái cây rồi mà phải bốn anh mới kéo nổi con diều.
tại các anh đang thả con diều cà con xong cái này xuống nè các bạn. Tốt lắm quá. Lúc thả cũng cần phải 4-5 anh thả các bạn, 3-4 anh thả. Lúc thả xuống lũng thì cũng phải cần 3-4 anh mới thả được con diều này các bạn, con diều 6 mét. Quá đẹp luôn. Hôm nay sao cầm cái to đi thả thử. Đó. Hả? Đâu, sáng ra thả sớm không ạ? À, thấy được. 7:30 ra thả. Được. Thấy có mỗi anh Nam thôi. À. Chứ cũng đã mang con 6 mét ra. Mang 6 mét phải chờ 10 giờ mới lên được. Có hai anh em. Rồi, quá đẹp luôn các bạn. Con diều đã hạ cánh an toàn rồi. Trời thì cũng chiều tối rồi các bạn. Mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.